dẫn biên về cái số lao động đòi hỏi thì những ngành mới để mà thúc đẩy cái số lao động chung của chúng ta. Tới đây thì thời lượng của câu chuyện thời sự mới và tiếp theo trước khi đến với phần tin tức là ít phút giờ chiều cả. Thông tin quảng cáo. Đau đầu hoa mắt chóng mặt quá ông ạ. Lưu thông máu kém rồi. Nhưng mà thường xuyên mất ngủ lại nhớ trước quên sau. Vẫn do lưu thông máu kém rồi. Đây này, bà yên tâm dùng ngay sản phẩm của dược phẩm Trung ương 3 đi. Tôi thấy hiệu quả rất tốt. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe hoạt huyết thông mạch Trung ương 3 với thành phần chiết xuất từ thảo dược hỗ trợ tăng cường lưu thông máu, cải thiện tuần hoàn máu não, giúp giảm các triệu chứng suy giảm trí nhớ, đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, mất ngủ, tê bì, nhức mỏi chân tay do lưu thông máu kém. Sản phẩm tốt như vậy với cả của dược phẩm Trung ương 3 thì tôi yên tâm rồi. Dược phẩm Trung ương 3 tự hào 60 năm đồng hành chăm sóc sức khỏe người Việt. Thực phẩm này không phải là thuốc mà cũng có tác dụng thay thế chữa bệnh, đồng ý hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Điểm đêm chứng bệnh người già. Đau lưng mỏi gối phiền hà cho con lại thêm sức lực héo hòn thật hư thật yếu lao mòn của xuân đây đây bố mẹ ơi thuốc xâm nhung bổ thận Trung ương 3 chỉ chứng thật hư thật yếu cho bố mẹ đây. Xâm nhung bổ thận Trung ương 3 thành phần là các thảo dược tiên phiến xâm nhung thiêu cao văn long và 50 loại thảo dược khác có tác dụng bổ thận cố định cùng với các trường hợp thật hư thật yếu tiểu đêm nhiều lần sinh lý yếu đau lưng mỏi gối đặc biệt thuốc dược phẩm Trung ương 3 tự hào 60 năm đồng hành chăm sóc sức khỏe người Việt. Đọc hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Sở du lịch tỉnh
xây dựng kế hoạch về giảm thiểu rác thải nhựa của ngành du lịch giai đoạn từ nay đến năm 2025. Nói không với đồ nhựa dùng lần. Trước mắt, ngành du lịch tỉnh này áp dụng tại hơn 200 khách sạn, hơn 70 đơn vị kinh doanh lữ hành, các cơ sở dịch vụ đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch và các điểm du lịch. Bộ Giao thông Vận tải vừa giao Cục Đường bộ Việt Nam và Sở Giao thông Vận tải các tỉnh thành phố tổ chức tổng kiểm tra tình hình hoạt động của xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng du lịch. Việc yêu cầu tổng kiểm tra xe kinh doanh vận tải nhằm triển khai công điện 21 tháng 10 vừa qua của Thủ tướng Chính phủ về khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng tại tỉnh Lạng Sơn. Công an quận Tây Hồ, Hà Nội vừa triệt phá đường dây buôn bán trái phép thuốc lá do nước ngoài sản xuất và ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 5 đối tượng về tội buôn bán hàng cấm. Các đối tượng thường xé lẻ thuốc lá ngoại với số lượng nhỏ và cho các nhân viên chở đi giao cho khách để dễ dàng trốn tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng. Khám xét hai kho hàng tại quận Cầu Giấy, Hà Nội, công an thu giữ gần 8.000 bao thuốc lá điếu do nước ngoài sản xuất, tất cả đều không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Chuyển sang phần tin thế giới, cơ quan an ninh quốc gia Armenia vừa bắt giữ 5 nghi phạm liên quan tới một kế hoạch tấn công khủng bố nhằm vào các cơ quan chính phủ. 5 nghi phạm này đã cùng với những đồng phạm chưa rõ danh tính lên kế hoạch đánh bom, ám sát và chiếm giữ các tòa nhà chính phủ. Các nhà điều tra Armenia đã thu giữ được vũ khí cùng đạn dược trong nhà các nghi phạm trên. Hiện chưa rõ động cơ của âm mưu tấn công. Ít nhất 5 người đã thiệt mạng tại các nước Tây Âu sau khi bão Ciaran đổ bộ với sức gió mạnh kỷ lục lên đến 200 km/h. Các dịch vụ đường sắt và phà, bao gồm cả dịch vụ tàu cao tốc Eurostar nối Hà Lan, Bỉ, Pháp, Đức và Anh đã bị hủy hoặc đình trệ. Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida thông báo chính phủ nước này sẽ chi hơn 17.000 tỷ yên, tương đương 113 tỷ đô la Mỹ, nhằm giảm bớt các tác động kinh tế do lạm phát tăng, trong đó sẽ bao gồm các giảm thuế. Gói kinh tế này sẽ bao gồm các trợ cấp để hạn chế ảnh hưởng do giá nhiên liệu và các hóa đơn tiện ích gia tăng, các biện pháp cắt giảm tạm thời thuế thu nhập và thuế tự chủ. Thái Lan đã đón hơn 22 triệu lượt khách quốc tế trong 10 tháng qua và đang chờ đợi sự bùng nổ trong mùa cao điểm du lịch cuối năm. Phóng viên Ngọc Diệp thường trú tại Thái Lan thông tin. Các chính sách thiết thực mà chính phủ Thái Lan áp dụng đối với công dân thuộc Trung Quốc, Kazakhstan, Nga, Ấn Độ và Đài Loan đã giúp gia tăng đáng kể lượng du khách quốc tế đến Thái Lan trong hơn một tháng qua. Từ hiện nay, du khách từ 60 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới đã được hưởng miễn thị thực ít nhất 30 ngày khi nhập cảnh Thái Lan. Trong đó, 5 quốc gia có số lượng du khách đến Thái Lan nhiều nhất là Malaysia, Trung Quốc, Hàn Quốc, Ấn Độ và Nga. Tổng cục du lịch Thái Lan kỳ vọng tổng số du khách đến Thái Lan trong năm nay lên khoảng 28 đến 30 triệu lượt, mang về khoản doanh thu 2,16 nghìn tỷ bạt. Bây giờ chúng tôi xin điểm qua một số sự kiện trong nước và quốc tế diễn ra trong ngày hôm nay. Hôm nay, Quốc hội thảo luận cả ngày tại hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo luật đất đai sửa đổi. Sáng nay tại Hà Nội khai mạc Đại hội Khoa học Tim mạch Đông Nam Á lần thứ 17. Tại Hà Nam tiếp tục diễn ra các hoạt động trong khuôn khổ hội thảo khoa học thông báo và khoa học toàn quốc lần thứ 58. Ngày hội văn hóa các dân tộc có số dân dưới 10.000 người lần thứ nhất và toàn du lịch văn hóa Lai Châu khai mạc tối nay tại thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu. Về các sự kiện quốc tế, cuộc xung đột giữa Israel và lực lượng Hamas vẫn đang tiếp tục leo thang ở mức độ đáng lo ngại, nhưng hoạt động ngoại giao con thoi sẽ diễn ra trong ngày hôm nay để tìm cách hạ nhiệt. Trong đó, thì Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken hôm nay bắt đầu thăm Trung Đông. Ngoại trưởng Ấn Độ hôm nay kết thúc chuyến thăm Thổ Nhĩ Kỳ và Italia. Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu của Hội đồng Du lịch và Lữ hành Thế giới lần thứ 23 bế mạc tại Kigali, Rwanda. Hàng nhái, hàng giả, hậu quả khôn lường.
chuyển từ hình thức kinh doanh mua bán vận chuyển sang nhận trực tiếp và truyền thống sang ứng dụng công nghệ số, thương mại điện tử để kinh doanh vận chuyển hàng hóa vi phạm qua đường bưu chính chuyển phát nhanh. Ông Chu Xuân Kiên, cục trưởng cục quản lý thị trường thành phố Hà Nội nhận định dịp cuối năm, tình hình buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, nhất là hàng vi phạm an toàn vệ sinh thực phẩm diễn biến phức tạp. Vì vậy cần có sự phối hợp giữa các lực lượng. Theo ông Trần Hữu Linh, Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường, công tác đấu tranh phòng chống sản xuất buôn bán hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đã đạt được một số kết quả nhất định, song vẫn còn khó khăn phức tạp, nhất là dịp cuối năm. Ba năm trở lại đây, chúng tôi có cách tổ chức để chống hàng giả. Chúng tôi có xây dựng hàng tuyến trọng điểm địa bàn, trong địa bàn chúng tôi có tụ điểm để nổi cộng ưu tiên xử lý. Triển khai thực hiện quyết liệt có hiệu quả các nội dung chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo 389 quốc gia và Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội về đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, đồng thời tăng cường công tác quản lý thị trường, kịp thời đề xuất xử lý những vấn đề gây bất ổn thị trường, đảm bảo cung cầu các mặt hàng thiết yếu đáp ứng sản xuất và tiêu dùng của người dân trong các dịp lễ Tết. Cùng với những giải pháp cụ thể của cơ quan chức năng, mỗi người dân nên chủ động lựa chọn những mặt hàng có nguồn gốc xuất xứ, hạn sử dụng rõ ràng, vừa bảo vệ chính mình và gia đình, đồng thời góp phần hỗ trợ các lực lượng chức năng ổn định thị trường hàng hóa, kịp thời ngăn chặn có hiệu quả các hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Chung tay chống hàng gian, hàng giả, bảo vệ người tiêu dùng. Australia phải sử dụng nhiều nguồn lực hơn để ứng phó với những
Australia đã sẵn sàng bước vào một giai đoạn mới với những mục tiêu mới trong quan hệ với Trung Quốc. Đó là đẩy mạnh quan hệ thương mại kinh tế để hỗ trợ Australia trong quá trình phục hồi kinh tế sau đại dịch. Bên cạnh đó thì Australia cũng muốn tạo một không khí thuận lợi, ổn định để tập trung vào phục hồi kinh tế trong lúc thắt chặt quan hệ với các nước láng giềng ở Thái Bình Dương và mở rộng quan hệ với các đối tác ở Đông Nam Á, cũng như là gia tăng sự can dự vào các vấn đề cấp bách của khu vực. Và việc cộng đồng quốc tế kiểm soát được đại dịch Covid-19 chính là cơ hội và cũng là thời điểm phù hợp để Australia thực hiện mục tiêu này. Vâng, còn về phía Trung Quốc, thưa chị Bích Thuận, việc cải thiện quan hệ với Australia thì được kỳ vọng ra sao và có ý nghĩa như thế nào với Trung Quốc ở thời điểm này? Như chúng ta đã biết thì quan hệ giữa Trung Quốc và Australia từ